Cô xin chào tất cả các em. Buổi học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em những phần lý thuyết về đồ thị Euler, đồ thị Hamilton và một thuật toán gọi là thuật toán Floyd dùng để xác định chu trình Euler trong đồ thị. Thế thì trước khi bắt đầu đi vào phần lý thuyết thì cô có một câu chuyện như sau. Câu chuyện kể lại rằng ở một thành phố tên là Conibus có một cái vùng đất đó, có một cái địa điểm ở trong cái thành phố này. Ở đây người ta có 7 cái cây cầu. Thì 7 cây cầu đây, mỗi cây cầu được nối liền hai bờ sông hoặc là có một bờ sông nối một trong hai cù lao với nhau. Túm lại là cái cho như trên hình vẽ này, các em có thể thấy là ở đây cái vùng đất này chúng mình sẽ có 7 cây cầu nối những cái vùng đất liền hay là cù lao này với nhau. Và người dân ở đây người ta đã đặt ra được một câu đố rất thú vị. Đó, sau khi người ta đi tham quan cái vùng đất này thì người ta thấy người ta đưa ra được một câu đố, đó là liệu có thể đi một lần mà có thể đi qua tất cả các cây cầu này mà không bị lặp lại hay không. Đó, tức là ví dụ các bạn có cái điểm xuất phát là điểm điểm có mũi tên màu vàng này. Đó, xong bây giờ các bạn đi qua cầu sang các vùng đấy để đi tham quan nhá, các vùng đất này nhá. Đây là bức tranh để tượng trưng cho cái bài toán cô đang đưa ra thôi nhá. Đó, còn trong bản đồ đúng thì những cái vùng đất này nó rất là rộng lớn luôn, đúng không? Đó, theo ví dụ như chúng mình đi từ bắt đầu từ điểm xuất phát một mũi tên màu vàng này ở đây bây giờ và chúng mình đi như thế nào đấy qua tất cả các cây cầu và quay lại. Sau khi đi tất cả các cây cầu thì chúng mình quay lại được cái điểm xuất phát, ví dụ như là cái điểm điểm đích đến là ở đây, ở mũi tên màu xanh này. Đó, mà không có một cây cầu nào bị đi quá một lần. Đó, tức là không có cái cây cầu nào được bị đi hai lần mà vẫn đi tham quan được tất cả các vùng đất. Mỗi cần chỉ đi qua được một lần cầu thôi. Đó, thì rất nhiều người để tham quan đến vùng đất này rất là hào hứng thú vị để gì giải cái câu đố này của người dân ở đây. Thế tuy nhiên là kết quả cho họ là đều là thất bại. Đều thất bại, tức là không được đưa ra được cái kết quả nào mà thỏa mãn là chỉ mỗi cây cầu chỉ đi qua được đúng một lần, đúng không? Đó. Thế là tới năm 1735 thì có một nhà toán học lỗi lạc đã biết đến được cái bài toán này, cái câu chuyện này, và ông đã tới đây để ông trực tiếp giải quyết cái bài toán này, và ông chính là nhà toán học Euler. Thế thì chính ông đã chứng minh được rằng là cái bài toán này là một bài toán mà không thể thực hiện được, và tất cả những người mà đã thử tìm kiếm những cái phương án khả thi là đều là vô ích. Nó thế thì chính từ cái bài toán này mà nhà toán học Euler từ cái bài toán này mà đã đưa ra được cái lý thuyết đồ thị về sau. Nó bắt đầu từ một bài toán rất nhỏ này thôi nhá, nhưng mà sau đó ông đã đưa ra được mở ra được một nhánh mới cho toán học, tức là lý thuyết đồ thị. Thế thì bây giờ quay trở lại đối với cái bài toán này thì Euler đã làm thế nào để chứng minh được các cái bài toán này là không có lời giải. Thì đầu tiên là Euler tìm cách mô hình hóa cái bài toán này một cách trừu tượng thông qua là biểu diễn các cây cầu là các đoạn thẳng.
Mỗi một cái vùng đất, một cái cù lao hay một cái vùng đất này, ông ấy mô hình hóa nó lên thành một một cái đỉnh. Mỗi một vùng đất là một đỉnh, mỗi cây cầu này là một một đường đường thẳng nối các đỉnh lại với nhau. Đó, thế các bạn có thể theo dõi cái mô hình hóa cây cầu đây như sau. Như như trong slide trên này của cô. Rồi thì các bạn thấy là mỗi một cái đỉnh đây, mỗi một cái đỉnh này của cô xin phép này. Đó, mỗi một vùng đất thì được gạch mô hình hóa thành một đỉnh đây, một đỉnh đây đúng không, và mỗi cái cây cầu thì được biểu diễn bởi một đoạn thẳng như thế này. Đó là ông Euler, ông ấy mô hình hóa lên như thế này và ông đã chứng minh được là bài toán này, không, bài toán mà lúc nãy cô đã đặt ra là đi qua tất cả các đỉnh này, đi qua tất cả các đỉnh mà không lặp lại bất kỳ cạnh nào hai lần. Chưa? Tức là đi qua tất cả các cạnh đúng một lần. Đó. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hiểu. À, và sau đó thì cái những cái bài toán như là đồ thị mà đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh chỉ đi qua đúng một lần, người ta gọi là đồ thị Euler. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hiểu xem định nghĩa của thế nào là đồ thị Euler, có trong đồ thị Euler có những tính chất như thế nào, và sau đó sau khi chúng mình tìm hiểu được đồ thị Euler là như thế nào rồi, chúng mình sẽ quay lại để trả lời câu hỏi là tại sao cái bài toán 7 cây cầu này lại không có lời giải. Thì đầu tiên các bạn và cô sẽ giới thiệu cho các bạn cái định nghĩa của đồ thị Euler. Các bạn có thể theo dõi ở đây. Chúng mình có thể định nghĩa theo một trong các cách sau. Cách đầu tiên là đường đi Euler trong một đồ thị G là đường đi qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh chỉ đi qua đúng một lần. Rồi, đấy là về đường đi. Thế thì cô có cái định nghĩa thứ hai là về chu trình Euler. Rồi, chu trình Euler này. Thế thì các buổi trước các bạn học đồ trong chương đồ thị này, các bạn đã biết là đường đi là chúng mình sẽ đi từ một đỉnh đúng không? Đi từ một đỉnh đến một đỉnh khác trong đồ thị. Ví dụ như đây trong cái mô hình hóa của 7 cây cầu này thì cô đi từ đỉnh A đúng không? Đến đỉnh D. Ví dụ cô đi từ A đến B này, đến C này, đến D này, thì đây người ta gọi là một đường đi đúng không? Đi từ đỉnh A đến đỉnh D. Rồi, thế nếu mà cô đi từ đỉnh xuất phát từ đỉnh A và cô đi qua một số các đỉnh trong đồ thị, sau đó cô lại quay lại đỉnh A. Đúng không? Xuất phát từ một đỉnh và kết thúc tại đỉnh đó thì người ta gọi đấy là một chu trình. Rồi, thì chúng mình có một định nghĩa thứ hai. Đó là chu trình Euler trong một đồ thị G sẽ là chu trình mà đi qua tất cả các cạnh trong đồ thị và mỗi cạnh đi qua đúng một lần. Nha, thì các bạn lưu ý cho cô cái định nghĩa là đường đi và cái định nghĩa là chu trình. Đường đi là đi từ một đỉnh trong đồ thị đến một đỉnh bất kỳ khác trong đồ thị, còn chu trình là xuất phát tại một đỉnh trong đồ thị và kết thúc tại chính đỉnh đó trong đồ thị. Rồi, chúng mình có định nghĩa thứ ba là đồ thị liên thông G được gọi là đồ thị Euler, được gọi là đồ thị Euler nếu tồn tại một chu trình Euler trong đồ trong G. Chưa? Đồ thị liên thông G sẽ được gọi là đồ thị Euler nếu tồn tại một chu trình Euler trong G. Nhá, chu trình là xuất phát từ một đỉnh và kết thúc tại chính đỉnh đó. Rồi, và định nghĩa thứ tư, đồ thị liên thông G được gọi là đồ thị nửa Euler nếu tồn tại một đường đi Euler trong G. Đường được tồn tại một đường đi, tức là xuất phát từ một đỉnh và kết thúc tại một đỉnh khác trong đồ thị. Đó, thì chúng mình sẽ có là đồ thị nửa Euler. Đó.
Và tất nhiên là đồ thị Euler hoặc là đồ thị nửa Euler thì đầu tiên nó phải thỏa mãn được điều kiện đấy là nó là đồ thị liên thông. Đấy là bốn định nghĩa trong về đồ thị Euler. Tiếp theo cô có cái phần định lý, chúng cô đưa cho các bạn một số cái định lý cơ bản trong đồ thị Euler. Định lý đầu tiên là đồ thị liên thông G là đồ thị Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh của G đều có bậc chẵn. Rồi các bạn, đây là những cái định nghĩa và định lý mà đã được chứng minh rồi, đã được ông Euler chứng minh rồi. Bây giờ chúng mình chỉ gọi là chúng mình chỉ việc là tiếp nhận nó và sử dụng nó thôi, đúng không? Thế cái định lý đầu tiên đó chính là đồ thị liên thông G là đồ thị Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh của G đều có bậc chẵn. Thế thì ngược lại cái định lý này là nếu mà trong đồ thị Euler có một đỉnh ở à, trong một đồ thị G, một đồ thị liên thông G có một đỉnh bất kỳ nào đó mà có bậc lẻ, chỉ cần một đỉnh thôi có bậc lẻ thì chúng mình sẽ kết luận được luôn là đấy không phải là đồ thị Euler. Rồi, thế từ Rồi, thế thì từ cái định lý này, lý đầu tiên này, chúng mình có một cái hệ quả là đồ thị liên thông G là một nửa Euler khi và chỉ khi nó có không quá hai đỉnh bậc lẻ. Thế các bạn lưu ý cho cô này, đồ thị Euler là đồ thị mà có chu trình Euler, đúng không? Thế thì nó sẽ là đồ thị Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh đều có bậc chẵn, không có cái nào bậc lẻ cả thì nó là đồ thị Euler nhá. Thế còn đồ thị nửa Euler là nó sẽ tồn tại khi và chỉ khi nó có không quá hai đỉnh bậc lẻ, tức là tối đa là có hai đỉnh bậc lẻ thì nó sẽ là đồ thị nửa Euler. Rồi. Tiếp tục cô có một cái định lý thứ hai là cho đồ thị G là một tập VE đúng không? Là đồ thị liên thông. Thế thì điều kiện cần và đủ để đồ thị có đường đi Euler là số đỉnh bậc lẻ trong đồ thị phải bằng 0 hoặc 2. Nha. Các bạn nhớ cả định lý này cho cô để chúng mình có thể áp dụng vào cái việc là xét xem đồ thị này có phải là Euler hay không, đúng không? Đúng. Thế thì qua những cái định nghĩa và định lý như là chúng mình vừa học thì chúng mình quay lại cái bài toán lúc nãy nhá, cái bài toán về 7 cây cầu này. Được chưa? Thì các bạn nói cho cô này. Các bạn thấy từ định lý của nó này là gì? Đồ thị Euler là đồ thị mà chỉ có gì? Số bậc là bậc chẵn thôi đúng không? Thế thì quay lại cái bài toán này, 7 cây cầu này thì các bạn thấy là gì? Đỉnh A của chúng mình có bậc là bao nhiêu? A này. Đây chúng mình có bậc là 1 này, 2, 3, 4, 5 đúng không? Có bậc là 5 này. Đỉnh B có bậc là 1, 2, 3. Rồi, đỉnh C của chúng mình có bậc là 1, 2, 3. Đỉnh D của chúng mình bậc là 1, 2, 3. Thế thì sao? Tất cả các đỉnh trong cái đồ thị này, trong cái đồ thị được mô hình hóa từ bài toán 7 cây cầu này, nó đều có là số bậc là các số lẻ. Vì vậy nó không phải là đồ thị Euler. Và tức là cái bài toán là sao? Không phải đồ thị Euler thì tất nhiên là cạnh của nó sẽ được không được đi qua đúng một lần đúng không? Nó sẽ không thể đi qua đúng một lần được mà nó sẽ có một trong số những cây cầu này đi qua nhiều hơn một lần thì mới giải được bài toán. Vậy là vì vậy mà cái bài toán 7 cây cầu này không thể có lời giải nào thỏa mãn.
Nào, thế thì chúng mình có một cái thuật toán để xác định được chu trình Euler cho đồ thị. Đó, thuật toán đấy người ta gọi là thuật toán Rory. Rồi, bài toán đưa ra ở đây là cô có một đồ thị G và một tập V và E, trong đó V là tập các gì nhỉ? V là tập các đỉnh, còn E là tập các cạnh. Rồi, bây giờ yêu cầu là xây dựng chu trình Euler của đồ thị này, của đồ thị G này. Đó. Thế thì thuật toán Flory được đưa ra như sau. Bước 1, bước đầu tiên là chúng mình sẽ đi kiểm tra xem G có phải đồ thị liên thông hay không. Thì như lúc nãy đúng không? Như lúc nãy trong định nghĩa là chúng mình đã nói đầu tiên đó là muốn nó là đồ thị Euler thì đầu tiên nó phải là đồ thị liên thông đã, sau đó mới xét đến các tính chất khác. Thì bước đầu tiên là chúng mình phải kiểm tra xem nó có đồ thị liên thông hay không. Thế thì ở bước kiểm tra này, nếu G là đồ thị liên thông, thì chúng mình chuyển tiếp sang bước số 2. Thế còn nếu mà G không phải là đồ thị liên thông thì chúng mình có thể dừng luôn thuật toán tại đây và kết luận là đồ thị này không có chu trình Euler. Nhá. Rồi, thế nếu bước 1 kiểm tra được G là đồ thị liên thông rồi thì các em chuyển sang bước 2 cho cô. Bước 2 bắt đầu kiểm tra xem mọi đỉnh của đồ thị G này đều có bậc chẵn hay không. Đúng không? Vì như định lý mà chúng mình vừa nói vừa vừa đã được giới thiệu lúc nãy là gì? Tất cả mọi đỉnh của G đều phải là có bậc chẵn. Rồi. Thế thì đến bước kiểm tra bước 2 này, nếu mọi đỉnh của G đều là bậc chẵn rồi thì chúng mình tiếp tục chuyển sang bước số 3. Thế còn nếu ở đây đến cái bước số 2 này mà kiểm tra là trong cái đồ thị G này có bất kỳ một đỉnh nào mà có không phải bậc chẵn, tức là có bậc lẻ, thì chúng mình cũng dừng luôn được thuật toán ở đây và kết luận rằng là đồ thị này không có chu trình Euler. Nhá. Các bạn lưu ý cho cô là đây là thuật toán để xác định chu trình Euler nhé. Rồi, nên phải tất cả các đỉnh trong đồ thị đều phải có bậc là bậc chẵn. Rồi, sau khi kiểm tra xong ở bước thứ hai và thấy mọi đỉnh của đồ thị G này đều là bậc chẵn rồi thì các bạn tiến hành chuyển sang bước thứ ba cho cô. Bước thứ ba là chúng mình sẽ bắt đầu đi xây dựng các chu trình đơn trong đồ thị G sao cho tất cả các cạnh của đồ thị đều có chu trình đơn đi qua và mỗi cạnh chỉ đi qua đúng một lần. Đó. Sau khi xây dựng được các chu trình đơn này rồi thì chúng mình sẽ ghép các chu trình đơn tại các điểm chung và cuối cùng chúng ta sẽ thu được chu trình Euler cần tìm. Đây là thuật toán được diễn giải ra bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đó. Có các bước chúng mình sẽ có qua 3 bước bước này để xây dựng được xác định một chu trình Euler trong một đồ thị G nào đó. Đó, thế thì quy tắc để thực hiện được thuật toán này là các bạn đầu tiên sẽ xuất phát từ một đỉnh bất kỳ cho cô nhá. Đầu tiên chọn một đỉnh bất kỳ trong đồ thị, các bạn thích xuất phát từ đỉnh nào cũng được. Rồi, tiếp theo đi theo các cạnh của đồ thị sao cho đảm bảo được hai quy tắc sau đây. Quy tắc thứ nhất là sau khi đi qua một cạnh để chúng mình đánh dấu nó là cái cạnh này đã đi qua và không được đi qua lần thứ hai nữa thì chúng mình sẽ tiến hành là gạch xóa cái cạnh đó đi. Chưa? Đánh dấu là đã đi qua. Đó, xóa cái cạnh đó đi ra khỏi đồ thị. Xóa cái cạnh mình đã đi qua ra khỏi đồ thị. Và những đỉnh cô lập sẽ được tạo thành. Sau khi xóa cái cạnh xong thì chúng mình sẽ còn lại những cái đỉnh đúng không? Những cái đỉnh mà những cái cạnh nó đã đi qua rồi thì nó sẽ được cô lập lại. Thế tức là những cái đỉnh đấy là đã được đi qua rồi. Rồi, tiếp theo, quy tắc số 2 là khi đi qua cầu hay là đi qua cạnh đấy, đúng không? Chỉ đi qua cầu khi không còn con đường nào khác. Rồi, quy tắc số 2 nha, chỉ đi qua cạnh khi mà không còn con đường nào khác. Thì các bạn nhớ hai cái quy tắc này để thực hiện thuật toán cô. Đó. Thế thì thuật toán này sẽ được viết như sau. Toán này sẽ được trình bày như sau. Ở đây cô sẽ sử dụng một cái stack. Stack ở đây các bạn, nó là một cái ngăn xếp
ngăn xếp nha, stack là ngăn xếp nha. Thì ngăn xếp này sẽ có cơ chế hoạt động như sau, là chúng mình sẽ xếp từng cái stack này sẽ sử dụng để xếp những cái đỉnh mà chúng mình đã đi qua vào vào ngăn xếp. Còn CE này sẽ là cái tập mà chúng mình chứa những cái cạnh mà chúng mình đã xóa, chưa? Đã xóa ra khỏi đồ thị. Đó, thì cái stack nha, cái ngăn xếp nha, nó có cơ chế như sau. Là các bạn ví dụ như các bạn liên hệ đến cái việc mà mình xếp chồng, xếp một chồng sách chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn sẽ xếp chồng sách đầu, quyển sách đầu tiên là vào chồng sách này. Sau đó các bạn xếp quyển sách thứ hai vào, thì các bạn sẽ xếp lên trên quyển đầu tiên, đúng không? Thứ ba, quyển thứ ba lại xếp lên trên cái quyển thứ hai đấy, vân vân. Như vậy chúng mình sẽ xếp lên như này. Thì các bạn liên tưởng như cô đây là một mảng nhé, một mảng các phần tử, chưa? Phần tử đầu tiên được xếp vào, phần tử đầu tiên được xếp vào, xong phần tử thứ hai được xếp đằng sau phần tử đầu tiên. Tương tự như vậy, các phần tử được xếp xếp vào chồng lên nhau như thế. Đó, thế khi mà mình lấy sách, quyển sách này ra khỏi cái chồng sách của mình, đúng không? Thì mình sẽ phải rút gì? Rút cái quyển đầu tiên này ra. Xóa cái này, muốn xóa cái phần tử ở trong cái này thì mình sẽ phải xóa cái thằng này đi ra này. Được chưa? Xóa xong được cái phần tử này rồi thì chúng mình sẽ xóa tiếp cái phần tử tiếp theo. Đó, thế là cơ chế hoạt động của ngăn xếp nó sẽ là phần tử nào vào trước? Vào trước này. Đây, phần tử này được xếp vào trước thì sẽ bị xóa đi cuối cùng, đúng không? Phần tử nào được xếp vào sau thì sẽ được xóa đi đầu, được lấy ra đầu tiên. Đó, thế thì chúng mình ở đây chúng mình sẽ sử dụng cái stack này để viết cái thuật toán Flurry này nhé. Đó, đầu tiên các bạn sẽ cho cô một cái stack, là cái khai báo một cái stack là rỗng này, vì chúng mình chưa xếp đỉnh nào vào ngăn xếp cả, và một cái tập gọi là CE là tập các cạnh mà chúng mình sẽ xóa. Thì tập thế này cũng chưa có cái cạnh nào bị xóa nên chúng mình sẽ để nó ra bằng rỗng. Rồi, tiếp theo là chúng mình sẽ chọn một đỉnh bất kỳ nào đó trong đồ thị để mình chọn là đỉnh xuất phát. Cô gọi đỉnh xuất phát đấy gọi là U. Đó, thế thì đỉnh đầu tiên được chọn thì sẽ được xếp vào, được đưa vào stack, được xếp vào stack. Rồi. Tiếp theo, chừng nào mà stack còn khác rỗng thì chúng mình sẽ thực hiện vòng lặp trong cái vòng while này, đúng không? Chừng nào duyệt cho đến khi nào mà stack rỗng, tức là tất cả duyệt đến khi nào mà tất cả các đỉnh trong G này được xếp vào stack rồi thì chúng mình sẽ dừng lại. Đó. Đó. Thế trong stack này nhá, bây giờ đỉnh đầu tiên là đỉnh U của mình được xếp vào stack rồi. Đây cô khai báo một cái đỉnh X được gọi là cái đỉnh top của đỉnh trên cùng của cái ngăn xếp này, stack này. Nếu mà cái đỉnh kề với đỉnh X này khác rỗng, nếu kề của đỉnh X là đỉnh top này khác rỗng thì chúng mình sẽ tiến hành đạt một cái đỉnh Y là đỉnh đầu trong danh sách kề với đỉnh X, tức là cái kề X này là sẽ có một danh sách liệt kê ra tất cả những cái đỉnh kề của đỉnh X này, đúng không? Sau đó chúng mình sẽ chọn cái đỉnh đầu tiên trong cái đỉnh kề này để đặt nó là bằng Y và xếp Y tiếp tục vào stack mà chúng mình đang 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 xếp, đúng không? Tiếp tục vào, nạp Y vào stack. Đó. Tiếp tục xét các đỉnh kề tiếp theo của X là những cái đỉnh trong danh sách kề của X vừa xong nhưng trừ đi đỉnh Y, vì đỉnh Y mình đã xếp vào stack rồi nên chúng mình sẽ phải trừ, loại bỏ cái đỉnh Y đấy đi. Rồi, tiếp theo là gì? Đỉnh kề với đỉnh Y thì sẽ là những cái đỉnh kề của Y, tập các đỉnh kề với đỉnh Y mà xóa cái đỉnh X đấy đi. Thì ở đây có nghĩa là chúng mình loại cái cạnh mà XY, cạnh nối đỉnh X và đỉnh Y này ra khỏi đồ thị nhá. Rồi, ngược lại là gì? Nếu mà kề với x bằng rỗng, tức là không còn cái đỉnh nào kề với đỉnh x nữa, thì chúng mình xếp gì, lấy x ra khỏi stack, tức là lại đưa x ra khỏi stack và nạp x vào cái tập C này, nạp x vào cái tập mà các cạnh. Đó. Thì đây là toàn bộ cái thuật toán để biểu diễn cái thuật toán Flory tìm được chu trình Euler cho một đồ thị bất kỳ. Đúng. Thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang cái phần áp dụng vào ví dụ thực tế để các bạn hình dung ra được việc mà dùng thuật toán này.
để xác định chu trình nó ra trong đồ thị. Thế ví dụ, ví dụ ở đây cô đưa ra là một đồ thị gồm có 5 đỉnh V1, V2 này, V3, V4, V5 như hình vẽ trên này. Bây giờ chúng mình sẽ tiến hành gì? Xác định chu trình Euler cho cái đồ thị này nhá. Rồi, bước thứ nhất là chúng mình đi kiểm tra xem đồ thị này có phải là đồ thị liên thông hay không. Thì kiểm tra là các bạn sẽ kiểm tra được là đây nó là một đồ thị liên thông rồi. Đúng chưa? Rồi, bước thứ hai, bây giờ bắt đầu đi tính gì? Tính các bậc của tính bậc của các đỉnh. Đúng chưa? À, tính bậc của các đỉnh. Rồi, thì nếu mà tất cả các bậc của các tất cả các đỉnh này nó đều là bậc chẵn thì chúng mình sẽ tiến hành tiếp, đúng không? Nếu mà không có bậc có một một chỉ cần một cái bậc không chẵn thôi là chúng mình kết luận luôn là không có chu trình Euler trong đồ thị này. Đúng, thì các bạn có thể liệt kê ra này, đỉnh của bậc V1 ở đây là 1 2 3 4. Rồi, V2 1, 2, 3, 4 vẫn là số chẵn đúng không? V3 này, 1, 2, 3, 4, chẵn. V4, 1, 2, 3, 4 là chẵn. Và V5 là 1, 2, 3, 4 cũng là bậc chẵn. Vậy là tất cả các đỉnh trong đồ thị G này đều có bậc chẵn. Đây, chúng mình được phép chuyển qua bước 3. Ở bước 3 là chúng mình bắt đầu gì? Lưu các đỉnh của đồ thị được xét vào một concept stack rồi. Xong và lưu các đỉnh của chu trình Euler đấy vào cái tập CE này. Thì các đỉnh mà lưu vào tập CE này nó sẽ tạo thành các cạnh. Đó, nó sẽ là các cạnh mà chúng mình đã đi qua nhá. Còn cái kề x này sẽ là tập mà lưu danh sách các đỉnh kề của đỉnh x. Thì các bạn nhớ đến ba cái từ khóa này cho cô nhá. Rồi, tiếp mình bắt đầu thực hiện theo thuật toán nào. Bắt đầu thực hiện theo thuật toán để đi tìm chu trình Euler. Nha, đây là chính là cái hình vẽ ở bên trên này chính là cái đồ thị G đầu tiên mình đưa ra nhá. Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm một chu trình Euler đi của đồ thị G này, tức là tất cả các đỉnh trong đồ thị này đều được đi qua và mỗi cạnh trong đồ thị chỉ được đi qua đúng một lần. Đầu tiên, S cô là stack đúng không? Concept của cô đang đầu tiên là rỗng, chưa xếp đỉnh nào vào cả, và đỉnh tập CE này cũng là đang là rỗng. Rồi, bắt đầu cô chọn cái đỉnh xuất phát của cô là đỉnh V4. Đó, đỉnh V4 ở đây. Cô chọn V4 là đỉnh xuất phát thì cô đặt U bằng V4. Thì bước tiếp theo là cô gì? Theo đúng thuật toán lúc nãy cô vừa trình bày là cô sẽ xếp cái đỉnh đầu tiên đó, đỉnh xuất phát đấy vào stack. Đó, bây giờ là stack sẽ có V4. Rồi, tiếp theo cô sẽ có x ở đây đang của chúng mình đang là V4 đúng không? Thế thì chúng mình sẽ có các đỉnh kề với đỉnh 4 sẽ là tập các đỉnh là V1 này, V2, V3 và V5 đúng không? Kề của đỉnh V4 sẽ là V1, V2, V3, V5 ở đây. Đó, thì sẽ chọn cái đỉnh đầu tiên trong tập đỉnh kề này chính là đỉnh D1. Đó, thì y của cô sẽ bằng V1, chọn cái đỉnh đầu tiên cho mình trong tập các đỉnh kề V4 này. Cho gán vào y. Được chưa? Thế thì khi đó y này, cái đỉnh y này sẽ được xếp vào stack, thì là trong này trong stack cô đang có V4 rồi. Thì chúng mình sẽ xếp thêm V1 vào vào stack nữa. Đó, thì sẽ được cái ngăn xếp này sẽ được viết theo thứ tự như thế này nhá. Cái nào xếp vào sau nhá, thì cô sẽ để lên lên bên trên cái phần tử đầu tiên nhá, phần tử thứ hai này. Ở bên trên cái phần tử đầu tiên thì chúng mình sẽ có trong stack bây giờ đang có V1 và V4 đúng không? Đó, thế thì được xếp được hai cái đỉnh V4 và V1 vào stack rồi thì chúng mình tiến hành là đánh dấu lại cái gì? Cạnh mà nối V4 với V1 là để xóa xóa nó đi, tức là gì? Đánh dấu lại là mình đã đi qua nó rồi, nhưng mình để tí nữa mình không đi qua nữa thì là cái cạnh này mình đánh dấu là mình gạch nó đi nhá. Rồi mình xóa cái cạnh này đi. Bây giờ cô sẽ cho cái mục nó là màu trắng xem xóa được không. Các bạn đợi cô một chút nhé. Được.
Không, chúng mình sẽ đánh dấu bằng cách là gạch nó nhé. Gạch nó nhé. Ok. Gạch nó đi này. Rồi, đỉnh V1 và đỉnh V4 là à, cạnh V4 V1 là đi qua rồi. Đánh dấu ra, xóa nó đi, đúng không? Để tí đỡ bị nhầm là đi lại lần nữa. Tiếp theo này, trong cái tập kè V4 mà, đúng không? V1 lấy ra rồi, bây giờ còn V2. Tập còn V2, V3, V5. Tiếp tục lại xếp V2 vào stack. Chưa? Xếp V2 vào stack. Thì trong stack của cô bây giờ sẽ có là V2, V1, V4. Thì chúng mình sẽ tiến hành đi xóa cái cạnh là V1, V2 này đi. Chưa? Xóa cạnh V1, V2 đi. V1, V2, xóa nó đi. Đó, đã đi qua nó rồi, không đi lại nữa. Rồi. Tiếp nhá. Thế là bây giờ trong cái kè V1 là còn à, kè kè với bây giờ tiếp tục chúng mình xét đến là à, các bạn để ý lại cho cô một chút là chỗ này nhá. Đầu tiên là mình chọn các đỉnh kè trong tập V4 thì sẽ có V1, V2, V3, V5 đúng không? Thì xếp V1 vào stack này. Rồi, xong bước tiếp theo là chúng mình sẽ xét những cái xếp được V1 vào stack rồi thì bây giờ mình phải xét cái tập kè với cái V1. Cái đỉnh đầu tiên ở trong stack này cơ, đúng không? Lúc nãy cô nói nhầm là chỗ này V4 đúng không? Thế là kè với các đỉnh V1 thì V1 đây mình có V2 này. V2, V3 và V5, V4 đã xóa rồi nên không tính nữa. Đó, thì chúng mình sẽ nhặt cái đỉnh đầu tiên trong tập đỉnh kè đấy chính là đỉnh V2. Nhờ, nhặt đỉnh V2 và xóa cái đoạn V2, V1 đi. Đó, như thế đúng, lúc nãy cô nói nhầm là V4. Rồi, tiếp theo là đang có cái đỉnh trên cùng của stack là V2 rồi thì mình sẽ xét những cái tập kè của đỉnh V2 đúng không? Thế bây giờ kè của V2 là còn có V3, V4, V5. Đó. V3, V4, V5. Được chưa? Thế chính mình lại gì? Chọn V3 để xếp vào stack và xóa đoạn V2, V3 đi, xóa đoạn V2, V3 đi. Đó. Tiếp tục. Tiếp tục bây giờ lại xét cái đỉnh kè với đỉnh các đỉnh tập đỉnh kè với đỉnh V3. V3 bây giờ còn kè là V1, V4, V5 đúng không? V1, V4, V5 thì tiếp tục lại xếp V1 vào stack và xóa đoạn V3, V1 đi. Nha. Rồi, bây giờ đến đây này, các bạn lại thấy là V1 là cái đỉnh trên cùng của cái tập kè là cái đỉnh đầu tiên đúng không? Sẽ à, V1 đó ở stack đây đúng không? Chúng mình lại xét những cái đỉnh kè với đỉnh V1 thì hiện tại là chỉ còn đỉnh kè với đỉnh V1 là V5 thôi đúng không? Thế là xếp luôn V5 vào trong stack này, xếp V5 vào đây và xóa đoạn V1 V5 này đi. Đó. Tiếp theo này, V5 được xếp vào stack rồi thì chúng mình lại đi xét các đỉnh kè với đỉnh V5. Kè với V5 hiện lại còn V2, V3, V4 thì lại đi gì? Xếp V2 vào trong stack và xóa đoạn V5, V2 đi. Nhá. Tiếp tục, đang là V2 thì xét các tập kè của V2. Kè của V2 hiện tại chỉ còn V4 thôi, thế là xét luôn. Xếp luôn V4 vào stack và xóa đoạn V2, V4 này đi. Rồi, tiếp tục. Xét các tập đỉnh kè với đỉnh V4. V4 giờ còn đỉnh V3, V5 kè với đúng không? Thế là chọn luôn V3 xếp vào trong stack xóa đoạn V4, V3 đi. Đó. Tiếp tục. V3 đang trên cùng của stack này. Chúng mình lại xét cái đỉnh kè với đỉnh V3. Bây giờ chỉ còn một đỉnh kè với V3 là đỉnh V5 thôi. Thì lấy luôn V5 xếp vào stack nha. Xóa đoạn V3, V5 đi. Rồi,
Bây giờ lại gì? V5 đang trên cùng stack thì lại xếp các đỉnh kè của V5. V5 hiện chỉ còn V4 kè với thôi thì là xếp V4 vào trong stack, đúng không? Xóa đoạn V5 V4 này đi. Đó, bây giờ quay lại xét V4 đang là top của stack, đúng không? Thế thì xét các đỉnh kè với đỉnh V4 đúng không? Thì không thấy còn đỉnh nào kè với V4 cả. Tất cả các cái cạnh này mình đã xóa nó đi rồi nhá. Thì các bạn tưởng tượng cho cô là bây giờ cái đồ thị nó sẽ chỉ còn là những cái đỉnh cô lập thôi. À, những cái đỉnh cô lập thôi đúng không? V1 này, V2 này, V5 này, V4 này và V3 thôi đúng không? Nó đã cô lập nhau rồi, không còn đường nào nối chúng nó lại nữa cả. Đấy là không còn cái nào kè với cái nào nữa cả, đúng không? Thế thì kè với V4 đang là rỗng rồi. Được chưa? Bây giờ đang rỗng rồi thì bắt đầu nhặt lại các cái đỉnh mà tập kè đã rỗng này, nhặt vào xếp vào xe. Đang đặt là x đang 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 xét ở đỉnh V4 đúng không? Đỉnh V4 đang ở đầu của stack này. Và kè của V4 bằng rỗng rồi thì chúng mình bắt đầu đi xếp V4 vào tập xe. Rồi, tiếp tục. V4 thì sau khi xếp V4 vào xe rồi thì chúng mình chỉ có trong cái tập stack của chúng mình còn từ V5, V3 đoạn sau này trở đi đúng không? Đây nó liệt kê lại ra đây. Đó. Thì lại xét xem là kè V5 còn thế nào không? Không còn đúng không? Kè V5 bây giờ rỗng rồi thì lại nhặt V5 xếp vào xe. Đó, tóm lại là nhặt lại từ stack stack này đưa sang đưa sang xe. Theo cái tập xe nhá. Tương tự như vậy. Đấy, đây, nhặt được V5 ra đây rồi thì stack bây giờ còn từ V3 đến V4 này. Đó, xong lại xét cái đỉnh kè V3 là rỗng rồi thì lại nhặt V3 sang, tương tương vân 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 như vậy. Cứ nhặt như vậy cho đến chừng nào mà nhặt hết tất cả các cạnh này đưa sang CE rồi thì stack khi đấy của chúng mình sẽ là bằng rỗng, thì chúng mình sẽ dừng thuật toán lại và đọc được kết quả là tập CE sẽ bằng này: V4, V5, V3, V4, V2, V5, V1, V3, V2, V1, V4. Và chúng mình tiến hành đi gì? Nối từng cái cặp các đỉnh này vào thì thành các cạnh tạo thành chu trình ở lề. Các bạn thấy là nó xuất phát từ đỉnh V4 và nó cũng kết thúc tại đỉnh V4. Vì vậy nó sẽ có chu trình ở lề đúng không? Chu trình ở lề sẽ như thế này. Thế các bạn có thể vẽ lại này hoặc các bạn nhìn luôn vào đây này. Xuất phát từ đỉnh V4 đúng không? Đây V4 này. Xong rồi. Đây đến đỉnh V5 này. V5 thì nối với V3 này, mình có vẽ đồ mũi tên cho nó dễ nhé. Đó. V5 đến V3 này. V3 đến V4 này. Rồi, V4 đến V2 này. V2 đến V5 này. V5 đến V1 này. Hơi xấu một tí các bạn thông cảm. V1 đến V3 này. Rồi, V3 đến V2 này. V2 đến V1 này. Và V1 quay trở lại V4. Thì các bạn thấy tất cả các cạnh này nó đi không bị trùng nhau tí nào, đúng không? Đi qua tất cả các cạnh mà không bị cạnh nào được đi quá một lần, tất cả cạnh chỉ được đi đúng một lần. Đó. Thì đây chính là cái thuật toán Fourier mà dùng để tìm được chu trình Euler trong một đồ thị bất kỳ. Đó, các bạn sẽ trải qua các bước như vậy và để tìm được cái chu trình Euler nhé. Chúng mình lại bắt đầu chuyển sang một cái phần lý thuyết mới, lý thuyết tiếp theo đấy là đồ thị Hamilton. Thì đầu tiên chúng mình sẽ đi tìm hiểu định nghĩa về đồ thị Hamilton. Định nghĩa thứ nhất, đường đi Hamilton trong đồ thị G là đường đi mà đi qua tất cả các đỉnh trong đồ thị và mỗi đỉnh chỉ đi qua đúng một lần. Đó. Các bạn phân biệt cho cô cái đường đi Euler và đường đi Hamilton nhá. Đường đi Euler lúc nãy cô vừa nói là nó gì? Đi qua tất cả các cạnh trong đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần. Thế còn đường đi Hamilton là
đi qua tất cả các đỉnh trong đồ thị, mỗi đỉnh đúng một lần. Đúng. Thế thì tương tự với chu trình Euler thì cô sẽ có cái định nghĩa thứ hai về chu trình Hamilton, là chu trình Hamilton trong đồ thị G là chu trình đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị và mỗi đỉnh chỉ đi qua đúng một lần. Được. Và cái định nghĩa thứ ba là đồ thị, à đấy, nếu muốn là đồ thị Hamilton thì đầu tiên nó đồ thị cũng phải là đồ thị liên thông nữa nhá. Đó, cái định nghĩa thứ ba là đồ thị liên thông G được gọi là đồ thị Hamilton nếu tồn tại một chu trình Hamilton trong G. Được chưa? Nếu tồn tại một chu trình Hamilton ở trong G thì đồ thị đấy sẽ được gọi là đồ thị Hamilton. Rồi. Thế còn nếu đồ thị chỉ tồn tại một đường đi Hamilton trong G thôi thì đồ thị liên thông G đấy được gọi là đồ thị nửa Hamilton. Đó. Thì các bạn rất là dễ nhớ đúng không? Ba cái định nghĩa này nó khá giống với lại ba cái định nghĩa của đồ thị Euler. Chỉ khác nhau là Euler thì là đi qua tất cả các cạnh. Thế còn đồ thị Hamilton thì sẽ là đi qua tất cả các đỉnh, mỗi đỉnh đúng một lần. Rồi, thì chúng mình cũng sẽ có những cái định lý từ về đồ thị Hamilton như sau. Định lý thứ nhất, nếu G là một đồ thị có hướng đầy đủ thì G là đồ thị nửa Hamilton. Định lý này các nhà toán học đã chứng minh rồi, chúng mình chỉ việc sử dụng mà thôi đúng không? Đó, định lý thứ hai là nếu G là một đơn đồ thị có n đỉnh và mọi đỉnh của G đều có bậc không nhỏ hơn n chia 2, một nửa n, được chưa? À, G là một đơn đồ thị này có n đỉnh và mỗi đỉnh của G đều có bậc không nhỏ hơn n chia 2 thì G là một đồ thị Hamilton. Rồi, đồ thị Hamilton là đồ thị mà tồn tại gì? Chu trình Hamilton nhá. Đồ thị nửa Hamilton là đồ thị gì? Chứa đường đi Hamilton. Được. Thế từ cái định lý thứ hai này chúng mình có một hệ quả này. Nếu G là đơn đồ thị có n đỉnh và mọi đỉnh của G đều có bậc không nhỏ hơn n trừ 1 chia 2 thì G là đồ thị nửa Hamilton. Và chúng mình có một cái định lý thứ ba nữa. Đó là nếu G là một đơn đồ thị có n đỉnh và bất kỳ hai đỉnh nào không kề nhau cũng có tổng số bậc không nhỏ hơn n thì G là một đồ thị Hamilton. Đó, thế bây giờ các bạn sẽ nhớ những cái định lý và những cái hệ quả này để các bạn có thể chứng minh được một đồ thị nào đó, một đồ thị bất kỳ nào đó có phải là đồ thị Hamilton hay không. Thì bây giờ chúng mình sẽ có một cái thuật toán dùng để thuật toán này sẽ sử dụng để liệt kê các chu trình Hamilton. Đó, thì trong một đồ thị sẽ có một hoặc nhiều gì chu trình Hamilton đúng không? Đấy là chúng mình sẽ sử dụng thuật toán này để liệt kê các chu trình Hamilton. Thế thuật toán này sẽ được xây dựng, được thiết kế dựa trên cơ sở thuật toán quay lui nhá. Thuật toán quay lui này thì thuật toán này được trình bày như sau này. Cô sẽ xét những cái tập tập U. U đây là thì mình cũng chọn một đỉnh U làm đỉnh xuất phát trong đồ thị đúng không? Bây giờ cô sẽ xét những cái đỉnh là U thuộc cái đỉnh kề với đỉnh V tại tại cái đỉnh V tại vị trí K-1. Nếu mà đỉnh U này chưa xét U này đúng không? Lấy từ cái tập kề đỉnh V tại vị trí K-1 này đi. Thì lấy tập U này mà chưa được xét. Đó, thì lúc đấy chúng mình sẽ gán U sẽ bằng cái VK. Thì nếu mà chưa xét U bằng false thì chúng mình sẽ bắt đầu cho cái vị trí ở cái
Đây gọi là cái K thì bằng N trừ 1. Và U thì là tính đỉnh V0, là cái bình xuất phát. Xong rồi ghi nhận cái đỉnh này vào vào cái chu trình. Rồi, ngược lại thì sẽ sao? Đây đây là đang đang ở cái chạy một cái hàm Hamilton nhá, tại vị trí tại tại vị trí tại cái phần tử K nhá. Nên nếu mà đến đây ghi nhận được rồi thì ngược lại là nếu mà không gì U này mà được xét rồi thì chúng mình sẽ chuyển sang cái phần tử tiếp theo trong cái chu trình đó. Nếu mà U chưa xét thì gán nó bằng chu và gán nó bằng chu nha. Thì thuật toán được biểu diễn được dựa trên cái thuật toán quay lui như thế này. Được, đây là diễn giải ra này, còn đây là chúng mình sẽ viết cái phần code này. Thế thì đây ví dụ này, cô có một đồ thị có 5 đỉnh như cái hình vẽ đồ thị ở bên trái này. Bây giờ chúng mình sẽ xác định tất cả các chu trình Hamilton, có chứa chu trình Hamilton đúng không? Chu trình Hamilton là chu trình đi qua tất cả các đỉnh trong đồ thị mà mỗi đỉnh đúng một lần, và chu trình là gì? Xuất phát từ một đỉnh và sẽ kết thúc tại chính đỉnh đấy. Thế đầu tiên cô chọn cái đỉnh xuất phát là đỉnh số 1 nhá. Được. Bây giờ xét các đỉnh kề với đỉnh số 1, là sẽ cô sẽ có đỉnh 2 là kề với đỉnh số 1 này. Đầu tiên mình xét nhánh số 2 trước nhá. Có đỉnh 2 là kề với đỉnh số 1. Thế đỉnh 2 lại có đỉnh kế tiếp là đỉnh 3 và 2 là 3 và 5 đúng không? Xét theo cái số 3 trước này. Đỉnh 3 lại có đỉnh kế là đỉnh 4 và đỉnh 5. Đỉnh 2 thì là đã ở đây rồi thì không không xét nữa nhá. Đỉnh 3 có đỉnh kế là đỉnh 4 và đỉnh 5 này, đi theo cái nhánh số 4 này. Đỉnh 4 ở đây có đỉnh kế là đỉnh 4 này, có đỉnh kế là đỉnh 1 và đỉnh 5. Chưa? Thì chúng mình sẽ viết được ra như này. Đến đây là xét đến đỉnh đỉnh 5 này là hết rồi đúng không? Hết đỉnh kề đỉnh 4 rồi. Thì bắt đầu quay lui lên này. Quay lui lại đỉnh số 4 này. Không còn đỉnh nào kề nó nữa. Quay lui lại đỉnh số 3 này. Lấy đỉnh số 3 này còn đỉnh số 5 này là chưa xét đúng không? Bắt đầu đi xét. Đỉnh số 5 này. 5 kề với 5 ở trong này là kề với 5 ở trong đồ thị là còn đỉnh số 4 này. Xét vào đây đỉnh số 4, còn đỉnh kề với nó là đỉnh số 1. Một đến một này là hết đỉnh kề rồi, đỉnh kề với đỉnh 1 rồi đúng không? Mình quay lui lại đỉnh số 4 này, hết này, quay lui lại đỉnh số 5 này, xét rồi, quay lui lại đỉnh số 3 này, hết rồi này, quay lui lại đỉnh số 2 này. Thì đỉnh số 2 này còn 5, còn nhánh bên số 5 này chưa xét đúng không? Tiếp tục đi xét kề với đỉnh số 5 là đỉnh số 3 vào đây và số 4 cho vào nhánh bên này. Bắt đầu reset nhánh số 3 này. Số 3 này có đỉnh số 4 là kề với đỉnh số 4. Rồi, 4 lại có đỉnh kề là đỉnh số 1. Rồi, đến đây nhá, đến đỉnh số 1 này hết đúng không? Lại quay lui về đỉnh số 4, quay lui đỉnh số 3, quay lui đỉnh số 5. Thì còn đỉnh 4 này kề với 5 chưa xét, bắt đầu xét. 4 thì có gì đấy? 1 kề với 4, 1 kề với 4 đúng không? Đó, đây có 1 đây. Hết, quay lui về 4, 4 thì còn đây còn đỉnh số 3. Hết, quay lui về 4, quay lui về 5, quay lui về 2, quay lui hết đến 2, hết các đỉnh kề nhá, quay lui về đỉnh số 1. Thì đỉnh số 1 còn nhánh ra đỉnh số 4 này kề với nữa đúng không? Các bạn cũng làm tương tự như vậy. Nếu là hết đỉnh thì chúng mình quay lui lại đến cái nào có còn đỉnh kề thì chúng mình sẽ tiếp. Chưa? Thế thì sau khi mà ra được thuật toán làm theo đúng toán lý ra được như thế này rồi thì chúng mình sẽ đọc để mình xem những cái nhánh nào mà có đầy đủ các đỉnh, và cái đỉnh xuất phát là đỉnh số 1 và đỉnh kết thúc là đỉnh số 1. Đúng chưa? Thì chúng mình sẽ có cái chu trình đây Hamilton là 1 đúng không? 2. Cái đầu tiên là 1 2 3 4 1 đúng không? Nhưng lại không có đỉnh số 5, nó phải đi qua tất cả các đỉnh trong đồ thị cơ, nó thiếu đỉnh số 5 nên đây nó sẽ không phải là cái nhánh này sẽ không phải là đồ thị chu trình Hamilton mà chúng mình cần tìm đúng không? Tiếp nhánh thứ hai nào. 1 2 3 5 4 1, đây là tất cả đầy đủ đúng không?
Nên chúng mình sẽ có đây chính là chu trình Hamilton mà chúng mình đang vừa tìm được. 1, 2, 3, 5, 4, 1. Ok. Tiếp này, sẽ tiếp lại chúng mình có một cái chu trình nữa là 1, 2, 5, 3, 4, 1. 1, 2, 5, 3, 4, 1. Đó, thì liệt kê được chu trình thứ hai. Chu trình Hamilton thứ hai trong đồ thị. Những cái này không đủ rồi, không đủ đúng không? Không đủ đỉnh thì chúng mình không xét nữa. Rồi, tiếp theo này lại có này. 1, 4, 3, 5, 2, 1. Không? 1, 4, 3, 5, 2, 1. Thêm một chu trình nữa. Rồi, chỗ này không đủ đỉnh, không xét thì còn lại cái chu trình cuối cùng là 1, 4, 5, 3, 2, 1. Vậy là trong đồ thị này, trong đồ thị G có 5 đỉnh này, chúng mình sẽ có 4 chu trình Hamilton như cô vừa liệt kê ở đây. Vậy là trong buổi học ngày hôm nay cô đã giới thiệu cho các bạn là thế nào là đồ thị Euler. Rồi, những cái định nghĩa trong đồ thị Euler và những cái định lý mà chúng mình sẽ sử dụng để từ những cái định lý để sử dụng để xác định được thế nào là đồ thị Euler và một thuật toán là thuật toán Fourier dùng để gì nhỉ? Dùng để xác định chu trình Euler ở trong một đồ thị bất kỳ. Rồi, tiếp theo là cô đã giới thiệu đến cho các bạn những cái phần lý thuyết về đồ thị Hamilton bao gồm định nghĩa, các định nghĩa trong đồ thị Hamilton và các định lý hệ quả của đồ thị Hamilton. Và cuối cùng là một phần thuật toán dùng để liệt kê tất cả các chu trình có thể có trong đồ thị Hamilton. Buổi học của chúng mình kết thúc tại đây và chúc các bạn là học tốt cái phần bài học hôm nay và có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình học qua video thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với lại giáo viên giảng dạy trực tiếp của các bạn để được giải đáp kỹ hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.